Đây là cái hũ cơm mẻ nha. Thí dụ người ta cho mình miếng cơm mẻ, mình về mình bỏ vô cái keo, xong rồi mình sẽ cho ăn. Để má cho ăn rồi mình quay lại nha. Thường mình cho nó ăn bằng cơm nguội. Cơm ấm ấm vậy cho nó ăn tốt. Cơm vậy còn ấm ấm cho ăn tốt, tốt hơn cơm nguội. Tốt hơn, má quả. Cơm nguội nó cứng. Mình cơm nóng nóng, cơm ấm ấm xong rồi mình chế nước vô, mình bóp ra cho nó tơi ra nữa. Xong mình chắc mình bỏ nước. Chắc cho khô. Nó ráo nước. Chứ để nguyên cục 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 nó bả không nổi. Xong rồi bắt đầu mới bỏ vô keo để gãi đều ra. Mới đầu cơm mình màu trắng, ăn vài bữa là nó ngã vàng vàng. Phá cho nó đều đều ra. Mình để vô cái nơi mà mát nha, không có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp nha. Ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp là nó chết con mẹ. Mình đậy kín lại không sao. Mình cũng đậy, cũng đừng kín quá, cũng đừng có hở. Rồi chúc anh chị cô chú nào bữa có hỏi mình là cách nuôi cơm mẻ thì chỉ đơn giản vậy thôi. Chứ vài ba bữa mình thấy cơm nó bã ra hết rồi mình sẽ cho ăn tiếp. Từ từ cái keo nó sẽ đầy lên. Cho ăn lần ít ít vậy đó. Cho ăn lần chỉnh chén nè. Cái nào nó bã cái đó rồi cái cho ăn chén nữa vậy đó. Chứ cho ăn lần nhiều quá nó bã không nổi, nó dằn khè hết trơn. Vậy là nó bả không hết là nó hư cơm mẻ luôn. Nó bị móc luôn. Nó bị nổ móc là hư. Cho ăn mỗi lần một ít thôi.